Thưa quý vị, Ban soạn thảo dự luật chuyển đổi giới tính đang lấy ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về một số nội dung, trong đó có đề xuất về chế độ nghỉ hưu và thai sản cho người chuyển giới. Trong đó quy định tuổi nghỉ hưu theo Ban soạn thảo dự luật dự kiến bổ sung quy định tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động theo hướng sau: tuổi nghỉ hưu của người lao động là người chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ là 55 tuổi; tuổi nghỉ hưu của người lao động là người chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam là 55 tuổi; quy định riêng giới lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Dự luật dự kiến quy định người chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam nếu mang thai được hưởng chế độ thai sản như giới lao động nữ.